Ông ngoại đi đâu à? Ngoại về. Ngoại đi làm. Ngoại đi làm sữa chay. Ngoại đi làm sữa chay. Trời ơi, bây giờ ai đi làm mà cũng mua sữa chay vậy trời. Miệng dính gì vậy? Hả? Hả, chay bị đau hả? Dạ. Trời ơi, ai làm chay đau? Su. Đó, su su làm nó đau, nó giận quá đó cô chú. Cái video mà cô chú thích, cái video mà đứng đố mẹ, đổ ướt quần mẹ này. Cái video mà chay chay giận su á, cô chú nhớ không? Cái video đó là nó chạy ra, nó xách dép, nó nói mẹ mẹ, con muốn đi về. Làm giận quá, làm người ta giận quá, người ta muốn đi về luôn. Đúng không chay? Con ăn gì á? Muốn siro hả? Con ăn siro hả? Giận quá. Mẹ mẹ con muốn đi về à? Con có thương su không? Mẹ muốn về. Gì con? Ăn cá. Ừ. Nói dữ vậy. Su. Ừ, su quá, su làm con té phải không? Dạ. Ôi giời, trời ơi, móng tay đẹp quá ta. Móng tay màu xanh, màu đỏ rồi, kia đẹp quá ta. Ừ. Thấy không? Quá đẹp luôn, bàn tay quá mỹ miều luôn. Ê, đổ. Sorry, đúng rồi. Chê qua ngoại có vui không? Chê qua ngoại chơi vui không? Con qua ngoại chơi vui không? Dạ. Giỏi, dạ vui. Là vui. Giỏi. Giỏi quá, chê giỏi quá. Lần quần không ăn cũng hết kìa tính kìa. Ừ. Ngồi vậy ăn đàng hoàng con. Chê giỏi quá. I love you. Sục xạo không à. Nói nghe nè, con gặp ông Lũ con chào làm sao? Chào Lũ. Chào thấy lưu già. Con gặp ông, con gặp ông Lũ là con thấy lưu già nha. À kiểu hello già. Hello Lũ. Ừ, đúng rồi. Gặp Lũ thấy lưu già, hello Lũ. Mà con có sợ ông già không? Con có sợ ông già không? Sợ ha. Dạ. Mà con có thương mẹ không? Con khác nữa. Hả? Con có thương mẹ không? Trời ơi, con ăn kìa. Ui, trời ơi, nó ăn kìa. Ui, wow. Ui, trời ơi, trời. Ăn thêm khác. Hả? Ăn hết. Ăn hết luôn hả? Cố gắng lên, cố lên. Cố nhìn, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Một. Mẹ tập bài đếm nha. Hai. Đúng rồi. Ba. Chưa mà. Mới có hai à. Hai. Ba. Ba. Bốn. Uh-huh. Năm. Chưa. Năm. Chưa. Năm. Rồi, uống hết sữa luôn. Cầm sữa lên uống hết luôn. Mẹ mẹ ăn khác. Có nữa không? Không, ngán rồi đó, xạo rồi đó. Rồi uống hết sữa đi con, cầm sữa lên uống. Bác sĩ. Gì bác sĩ rồi, đi rửa tay đi kìa. Tay dơ quá kìa kìa. Đây, đi rửa tay, đi rửa tay. Rồi bà đi rửa tay, tay rít quá. Đây là dơ đồ về bác sĩ là đi khám bệnh nhân, là bệnh nhân bị infection đó. Cô chú con nó nằm y như người lớn rồi. Nằm chéo chân qua coi, nhìn chéo chân qua vậy coi. Đúng rồi. Đây mày chỉ cho, mày chỉ cho đây nha ha. Để chân này ha. Chéo qua, gác qua. Đúng rồi. Đó, nằm như vậy. Đó, nằm như vậy. Đúng chuẩn. Wow, dữ dằn lường. Giờ mày khám bác sĩ nha. Muốn mày khám bác sĩ không? Dạ. Nằm khép khép chân lại, khép lại. Bác sĩ. Bác sĩ hả? Còn coi tướng tá kìa. Rồi sẵn đây,
sẵn đây cũng muốn nói một vài lời nữa. Hả? Cô vô comment nói là Ngọc không có biết dạy con. Chay là nó hư, nó đồ, nó không biết nghe lời, rồi kia nói nó nhảy thì nó cứ nhảy. Rồi không có dạy gì được nó. Khi mà coi cái video mà nó nhảy từ ở trên cái bàn kiến mà nó nhảy xuống cái ghế salon mà Ngọc nói hoài mà nó không nghe đó. Rồi ức mặt vô tường xong nó cười đó, cái đó là hai mẹ con đang giỡn đó. Hả? Dạ xuống. Xuống gì? À đây mày cởi giày ra. Cái đó là thật sự là đang quay phim cũng đang giỡn cho mọi người cùng xem đó. Chứ không phải là xuống nha. Sao? Con để mày nói chuyện với cô chú chút đi. Cởi giày luôn. Tự nhiên cởi giày tôi ăn chi tại. Trời đất ơi. Trời sướng không, giờ có đứa con cởi giày ra luôn. Ê, trời ơi, cởi giới mà nằm luôn vậy đó hả? Trời ơi. Cởi giới màu đen quá thì chịu gì nổi. Chứ thật sự mà lúc mà không lẽ cứ quay lên video rồi cái cứ dạy con nguyên một cái video mười mấy phút cứ ngồi dạy miết hay sao? Giờ nào dạy đã ra dạy mà giờ nào là quay phim ra quay phim. Quay để quay những cái khoảnh khắc mà đáng yêu, những cái cử chỉ ấy đồ của nó. Bỏ vô nhét vô dài đúng rồi. Đó, để trong đó. À, bỏ đâu? Thằng đâu? Bỏ chỗ nào, giày dép để chỗ nào? Hơi ghê không bác ơi? Mới biết chỗ đâu, chỗ để giày dép đó chứ. Nào giày dài con đâu để trên đó. Trời đất ơi. Wow. Hai phai với mẹ đó coi. Ngoài đó có bà ngoại em mà không. Bây giờ mà quay video á mình muốn mang đến những cái tiếng cười cho mọi người, mình làm bộ mình nói nó này nói nó kia nói nó nọ rồi này chi vậy đó cho nó vui, chứ còn mà cái giờ mà nghiêm khắc dạy không để giờ quay cầm máy video lên quay rồi bây giờ tôi đang dạy con tôi đây à, cái cách này là tôi dạy nhưng mà mỗi người có một cách dạy con khác nhau, chứ không có thể nào mà mình nói được. À, mẹ ngồi đây. Mình nói là phải dạy con theo cách này, phải dạy con theo cách của tôi. Tùy theo từng đứa trẻ nữa, mỗi đứa trẻ nó có sự phát triển khác nhau nữa. Không phải là dạy. Có đứa, cái gì con? Con để mẹ nói chuyện với cô chú chút được không? Là cô chú la con, la nữa đó, bị la nữa đó. Chứ phải giỡn đâu, cứ xạo xạo như vậy là bị la nữa. À không bác sĩ nữa, thôi cất bác sĩ. Không bác sĩ nữa, thôi cất bác sĩ đi con, dọn dẹp bác sĩ đi. Thôi từng đứa trẻ nó có cái sự phát triển khác nhau. Đó, nó tới từ những gia đình khác nhau, sẽ có được những cái sự giáo dục khác nhau. Ai cũng có giáo dục con mình đó. Không có ai mà. Trời. Cái này là đây ra ở trời dân ra. Hả? Mày sao? Con nói gì vậy? Con nói đàng hoàng. Con nói nhỏ thôi. Trên áo con là con gì á? Con thỏ. Con thỏ, đúng rồi. Con thỏ có mấy lỗ tai? Hai lỗ tai. Đúng rồi. Chay tuổi con gì? Con ca đẹp. Cái gì? Con gì? Con ca đẹp. Con tuổi con gì? Con tuổi thỏ hả? À, cái áo này mặc trong cái ngày mà lễ lễ phục sinh của Lý này, Easter chuẩn bị tới là thím này hả? Chuẩn bị tới Easter năm nay là ngày 12 hay 13 gì tháng 4 á. Dễ hả thím? Mùa xô đang nằm nè. Nên là nếu mà nhưng mà cái cách dạy dạ đó, thì nếu như mà cái cách dạy con của Ngọc á không có gọi là hợp với cái cách dạy con của mọi người á thì nói chung là cho Ngọc xin lỗi đó, chứ cái cách của Ngọc là nó không vậy. Nhưng mà lớn lên thì tất cả cũng đâu cũng vào đó thôi, ăn cũng sẽ ngồi ăn rồi bình thường ở trên ghế rồi không có leo lên bàn ăn, tại vì nếu mà nó lớn rồi nó lên bàn ăn ta chửi nó khùng thì sao. Đó, bây giờ nó sắp đồ nó đi
lên video một la cho vui vậy thôi, la video là la cho vui để mọi người nghe và giải trí, chứ không phải là Ngọc đang dạy nó. Dạy đó là Ngọc sẽ dạy sau camera, chứ Ngọc không bao giờ mà cầm camera lên và giờ mà dạy hết á. Tại vì á, tại vì khi mà dạy á là phải cần có một khoảng không gian im lặng chỉ có hai mẹ con thôi, mình nói cho nhau nghe, chứ không phải mà mình đem lên nhau lên video lên cộng đồng mạng để dạy. Đúng không con? Make up đâu hả? Make up bà ngoại Năm cất hết rồi. Make up bà ngoại Năm cất hết rồi. Nên là mọi người hết sức thông cảm cho Ngọc nha. Cất quái. Mỗi đứa trẻ nó sẽ khác nhau đó mọi người. Mẹ. Đâu? Biết ai không? Mẹ. Con biết ai đây không? Cất nè. Ông già nè. Ông già nè, bà Nhung nè, chị Ni nè, chị Ni có quá trời đồ chơi luôn đó. Chị Ni đó, mai mốt con qua Cali con gặp chị Ni không? Cô nhớ chị Ni không? Chị Ni có cái con gấu màu xanh bự thiệt bự đó nhớ không? Cầu mong cho mưa, cầu mong cho cái mùa dịch này cho qua mau mau rồi mẹ với Chay đi qua San Francisco chơi nha. Nha. Tháng 4 này mẹ với Chay đi qua San Francisco chơi nha. California. Chị đi, you wanna go to California? Chay đi Cali chơi với mẹ không? Yeah. Mẹ với Chay mua vé sẵn sàng rồi đưa cô chú ơi. Chờ coi coi tình hình dịch sao. Nếu mà nó gọi là mạnh mẽ quá thì ở trên sổ vé ở nhà. Còn mà nếu nó bình thường thì sẽ hai mẹ con sẽ có mặt ở California. San Francisco. No, San Jose. Anh đúng rồi. Chị đúng rồi. Chay đâu? Mẹ đâu? Mẹ nè. Ừ đúng rồi. Có giờ vô đó. Cái tuổi này là tuổi mà từ 2 lên 3 nữa. Trời ơi một cái tuổi khám phá, một cái tuổi đầy nghịch ngợm. Để xuống hả? Cái gì cũng hỏi. Mẹ ơi cái gì mẹ? Là cái tuổi là tuổi cần hiểu biết đó. Nên nó phải hỏi nhiều câu hỏi, nó phải lục lọi tìm tòi, nó phải khám phá ra chính bản thân của nó. Nó phải nói chung là làm tất cả mọi thứ. Sơn môi. Đúng sơn môi rồi. Nên là cái tuổi này là mình phải nhẹ nhàng, mình nói chuyện nhẹ nhàng với nó, chứ mà mình la nó là thua rồi đó. Sao con ho con? Nói mẹ nghe coi sao con ho. Cái đó là cái đĩa nghe nhạc đó con. Cái đĩa nghe nhạc, cái mình bỏ vô cái mình nghe nhạc. Cái chú đó chú thổi kèn đó con. Con nói đi chú thổi kèn. Con nói đi chú thổi kèn. Cái gì quá trời trong đó vậy ta? Ngoại ba cất cái gì quá trời trong đó ta? Ba. Hả? Cái đó là làm gì chay? Cái đó để làm gì? Để coi con biết nè, nó biết nè. Cái đó để làm gì con? Cái đó đi, sức ở đâu, sức ở đâu? Sao vậy, giận sao? Con giận sao? Giận Su nữa hả? Su lấy đồ chơi với con hả? Trời. Mét ba, Su lấy đồ chơi, con giận sao? What's wrong? Con giận Su sao? How you angry at Susie? How you... It's a bad dog. What? It's a bad dog? Yeah. Why is a bad dog? It's a bad dog. A bad dog. Bad dog. Bad dog. Ice. Ý là nó bà ngoại đang nhỏ mắt chứ. Medicine, ice. Chay nói tiếng Việt nhiều hơn tiếng Anh. giận nữa, giận ngồi nữa. Cô chú khoái cái này lắm nè. Đó. Why? Đúng rồi, phải khép vô. Đúng rồi. Có không? Đó, Su này cứ lấy đồ chơi của em khoái con này mà cứ lấy hoài. Mệt cái con Su này thiệt chứ. Stop. Dừng lại. Nó chơi ba nó toàn nói tiếng Anh không phải không? Đá với Zuko. Là bà nó không được tiếng Anh nhiều. Bà thôi tầm 7 thôi. Đó, giận nữa. No. Ba nó nói cái gì nó cũng hiểu. Stop daddy là dừng lại đi ba đó. Không có la con. Sit down là ngồi xuống đó. Nó kêu ba ngồi xuống. Chị chơi chị ác nữa.
sợ. Chịu không nổi gì bà. Hỏi bà thở nữa, ừ bà thở. Why you have a temper tantrum over yeah, the dog? Đó, yeah. Đó. Huh? When you having a tantrum? Doggy. Okay. Doggy, ừ, doggy. The dog is okay. Toys. Yeah, it's doggy's toys. Not your toys. Yes. Okay. Nói gì, không hiểu nói gì hết. Nói xí xào, xí xào, nói bà si, bà su, bà xin thì không hiểu gì đó. Hey, hey, hey. Gì vậy? Gì vậy? Ngồi giận nữa hả? Giận nữa. Thôi hey. Giận nữa. Thôi ơi, giận là tung váy. Thôi bật cái quần vô giùm tôi cái. Giận là tung váy. Rồi, sấy chưa? Đau chân rồi. Gì vậy? Con ơi, con mặc cái quần vô giùm mẹ cái đi con ơi. Baby, can you put the pants on for her? Trời ơi, mặc cái quần vô giùm tôi. Coi được không? Coi được không? Can you hand me your pants, Jamie? No. No. No pants. Ba nó đưa quần cho ba, nó nói no. Nó hiểu hết, ba nó hiểu hết. Cái gì? Tìm gì?